nên tao biết gà ngon, cho nên thương gà nó đóng bên mày là biết ngon. Tự làm tự ăn mất. Thôi người ta ủng có đậu. Cái này ủng có bộ. Nãy mới ăn nè, ăn tô dư ăn nè. Đây nho nhí nè, đây là bì à. Nó phải ăn cơm rồi nè. Kêu ông cậu cho coi nè nha. Chụp xong rồi nó phải cho nó coi. Cái này con không được con. Cái này lát vô luôn kia coi con. Biết tự sướng nó bộ dở ngoài đưa chụp, đưa máy chụp hình đi, đưa điện thoại nó tự sướng rồi. Ăn đẹp, ăn đẹp. Đúng rồi. Bây giờ khép lại đi Quy à, nãy giờ thấy không được nha. Ngồi lại đẹp. Khép lại anh vô. Khép lại, nãy giờ đưa chân lên không à. Con gái nứa ăn uống vậy hả? Bỏ nhà tính kịp, bỏ nha. Mai nó nhỏ lắm kìa, ông cậu chụp hình kìa. Cứ mở lên kìa. Bỏ nè, cứ bỏ lên qua chung. Không, không, hai mẹ con làm giống nữa. Hai mẹ con làm coi. Hai, ba. Chung, chung. Con thỏ, ăn cỏ. Ồ, cái nè. Nè không quên, không quay nó muốn kiếm giống mày, mất dương mày muốn kiếm. Dạ đâu thấy sao tắt luôn. Trời ơi, cô Nhung đầu động. Rồi mai mốt là hai mẹ con làm. Chúc bà. Chúc bà.